có. Thế em cũng có. Ôi, chuyện này hay thế. Hay là mình cũng quay ta? Nhưng mà quay với ai bây giờ? Úi, bạn Hùng à? Đang làm gì với ta? Ê, hay là quay trên này với bạn Hùng ta? Với bạn Hùng thì không biết qua với ai. Thôi kệ, ra rủ bạn Hùng quay vậy. Không biết tổ chim đâu ấy nhỉ. Bạn Hùng ơi, bạn Hùng, này tớ bảo. Gì đây? Làm gì ở trên kia đây? Tớ vừa thấy một con chim bay ở đây, không biết là có tổ chim không ấy. Làm gì có tổ chim ở trên cái cây này đâu. Bỏ đây. Này, tớ bảo, tớ bảo này, nhìn này. Đấy, ui, cái này này không? Hay cực luôn. Nhờ. Thôi tớ không quay đâu, tớ xem chim đã. Thôi, nào, đi quay với tớ nha. Quay à? Ừ, đi. Được rồi, đi. Được chưa? Rồi. Ở đâu nhá? Em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 55. Wow. Em là chim cánh cụt à? Thế anh cao mét bao nhiêu? Anh nhá, anh cao mét 75 thôi. Ôi, thế anh là khủng long à? Khủng long đâu mà khủng long. Thế chim cánh cụt có yêu khủng long không? Thế có yêu chim cánh cụt không? Có. Thế thì em cũng có. Sâu thẳm trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Lần sau đừng bảo tôi núi chen nữa nhá.